Xin chào quý vị, Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện kinh doanh phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút chiều thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Như thường lệ, xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương chợ truyền thống tìm cách thức bán hàng online để tiêu thụ hàng. Kiến nghị cho thuê nhà từ 200 triệu đồng một năm mới phải trả thuế. Cơ hội hợp tác kinh doanh mới được thiết lập tại hội nghị CEO and CMO Summit 2021. Hành trình từ gã nhà giàu kinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất Steve Jobs, cha đẻ của Apple. Mở đầu chương trình câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay là một thông tin ghi nhận tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tiểu thương đã bắt đầu kinh doanh online và chọn phương thức thanh toán không tiền mặt. Điều này không những kích thích nhu cầu người dân mua sắm tại nhà mà còn giúp tiểu thương chợ truyền thống cầm cự vượt qua cơn bão dịch bệnh. Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Song song đó, nhiều tiểu thương cũng đã bắt đầu mở thêm kênh bán hàng online qua các ứng dụng giao đặt hàng như Now, GrabFood. Thời gian qua thì cô cũng vẫn bán bánh kẹo, rồi sau này cô bán thêm bánh bèo thôi. Bánh bèo này cô có bán trên app, trên cái đầy đủ hết, trên Grab, trên TFood nè, có hết. Hồi xưa thì chợ không ấy thì bán chợ nhiều hơn, nhưng mà từ ngày dịch tới giờ thì bán trên app nhiều hơn là bán chợ. Tại chợ sau này nó vắng dữ lắm, thành ra người ta mua trên app nhiều hơn. Không chỉ kinh doanh thực phẩm ăn uống, các mặt hàng như hoa tươi, trái cây cũng được các tiểu thương phục vụ giao hàng online. Một ngày trung bình có thể giao từ 15 đến 20 đơn. Còn tại khu vực thực phẩm khô như bánh, kẹo, gạo mứt, người dân cho biết thời gian này thương lái lấy sỉ không cần đến trực tiếp tại chợ để mua, mà chỉ cần gọi điện thoại hoặc trao đổi qua Zalo, Facebook, báo số lượng là tiểu thương sẽ gửi hàng thông qua phương tiện như xe ôm truyền thống hay tài xế công nghệ. Hàng hóa sẽ được gửi đến tận nhà. Chợ thì vắng, bán cho mối thì được, tại vì mình có mối riêng của mình á, cho nên bán cho mối thôi, mà còn khách đi chợ thì hơi vắng, ít bán được lắm, lâu lâu mới có được người hai người. Còn mối thì họ điện thoại, họ đặt hàng giống vậy đó, là điện thoại kêu xe ôm truyền thống vào. Việc tiểu thương chợ truyền thống bắt đầu chuyển mình kinh doanh mua bán online là một dấu hiệu đáng mừng. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, giúp gia tăng doanh thu cho người bán mà còn đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện tại. Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp cộng với nắng hạn kéo dài khiến cho các vùng sản xuất rau màu của Hà Tĩnh gặp khó, nhất là trong khâu tiêu thụ. Nếu như trước đây, mỗi hộ gia đình trồng rau tại xã Tự Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thu hoạch từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên ruộng rau tập trung, thì đến thời điểm hiện tại, nguồn thu này chỉ còn một nửa bởi thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do lệnh cách ly xã hội phòng ngừa dịch bệnh. Cụ thể, bí xanh, cây trồng chủ lực của nông dân trước đây tiêu thụ với giá từ 7.000 đồng đến 12.000 đồng một ký, thì nay rớt giá chỉ còn 1.500 đồng đến 2.000 đồng một ký. Hay ớt cay có giá lên đến 70.000 đồng một ký, nhưng năm nay chỉ được 3.000 đồng đến 4.000 đồng một ký. Ở một diễn biến khác, tại thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bà con nông dân cũng đang chật vật tìm đầu ra cho rau gia vị. Làm ra sản phẩm rồi, nhưng mà chứ không bồi mặn đấy. Vì giá cả thị trường thấp, bà con nhổ hết toàn bộ cây này để làm chuyển được cả cái cây khác để chúng ta tiếp tục. Ví dụ là rau ngắn ngay. Không chỉ khó mở rộng sản xuất, việc duy trì rau màu cũ trong điều kiện nắng nóng kéo dài cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo các địa phương cần cân nhắc trong kế hoạch mở rộng sản xuất và cần có phương án chủ động triển khai sản xuất vụ hè thu năm nay. Chuyển sang một thông tin khác, mới đây Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE đã kiến nghị nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng một năm mới phải chịu thuế, tạo điều kiện khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê. Từ ngày 1 tháng 8, theo thông tư số 40 của Bộ Tài chính quy định cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm phải đóng hai loại thuế, đó là 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORE cho rằng cần nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng một năm vì hiện nay cách tính thuế thu nhập cá nhân của nhà nước còn miễn trừ gia cảnh đối với người đóng thuế và người phụ thuộc, nên đối với thu nhập từ cho thuê nhà cũng cần quy định các điều khoản miễn trừ gia cảnh.
Ngoài ra, quy định đánh thuế đối với nhà cho thuê theo thông tư 40 nếu áp dụng thời điểm này cũng không phù hợp do tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Rất nhiều chủ nhà cho thuê khó khăn vì bị trả lại mặt bằng, trả lại nhà cho thuê. Hure đề nghị Bộ Tài chính xem xét có thể tạm hoãn chưa áp dụng trong năm 2021 để hỗ trợ cho người có nhà cho thuê và cũng là hỗ trợ gián tiếp cho người thuê nhà vượt qua khó khăn này. Hoạt động quản lý vận hành thường ảnh hưởng lớn đến tính thanh khoản của dự án chung cư, đặc biệt đến việc đưa ra quyết định của người mua về để ở sau này. Trong đó, việc thay đổi đơn vị quản lý có thể làm phát sinh một số rủi ro tới các bên liên quan. Thứ nhất, mỗi dự án sẽ có những yêu cầu vận hành riêng biệt được đơn vị quản lý hiện tại xử lý theo nguyên tắc và quy định riêng của đơn vị đó. Việc thay đổi đơn vị quản lý sẽ cần nhiều thời gian bàn giao để đơn vị mới tiếp quản thành thục. Đơn cử như những vấn đề liên quan đến hệ thống, quy trình quản lý, dữ liệu cư dân. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành sau này và đời sống của cư dân. Thứ hai, những đơn vị được lựa chọn chủ yếu dựa trên yếu tố cạnh tranh trong phí dịch vụ, thường chỉ cung cấp các dịch vụ quản lý cơ bản của tòa nhà. Vì vậy, khó có thể nhận định rằng họ đạt được những tiêu chuẩn của một đơn vị quản lý chuyên nghiệp. Từ đó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng vận hành, mà về lâu dài sẽ tác động xấu tới tuổi thọ, giá trị của dự án. Thứ ba, các thành viên của ban quản trị nên là những cá nhân có trình độ, hiểu biết về quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời có chuyên môn cơ bản trong công tác quản lý vận hành. Cuối cùng, khi cư dân chủ động đấu thầu đơn vị quản lý, ngoài vấn đề chi phí dịch vụ, cũng cần quan tâm tới các tiêu chí về tên tuổi của nhà quản lý, gắn liền với các dịch vụ chuyên nghiệp như hồ sơ kỹ thuật, kế hoạch nhân sự, quản trị rủi ro, lịch trình bảo dưỡng. Xét về thanh khoản dự án, chuyên gia cũng khuyên rằng các chủ đầu tư nên chú trọng đến công tác quản lý vận hành và xem đó như một giá trị gia tăng cho dự án. Bởi vì giá bán của một sản phẩm bất động sản được chủ đầu tư hoạch định từ giai đoạn trước khi dự án thành hình và đi vào vận hành. Song yếu tố duy trì mức giá lại phụ thuộc vào chất lượng của công tác quản lý vận hành dự án. Vai trò của đơn vị quản lý vận hành vì vậy trở nên quan trọng trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều các đô thị có dân số khổng lồ và nguồn cung lớn. Thưa quý vị, xoay quanh chủ đề Pivot to the New Normal diễn ra vào cuối tuần qua của hội nghị cấp cao CEO and CMO Summit Việt Nam 2021 với hình thức trực tuyến. Hội nghị đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về thị trường cùng những giải pháp chiến lược marketing phù hợp nhất trong tình hình kinh tế biến động như hiện tại. Theo đó, hơn 20 diễn giả khách mời đến từ các nhà hàng lớn như TikTok, Facebook, Google, Unilever, Grab đã chia sẻ và thảo luận những chủ đề tiêu biểu như nền tảng hợp kênh, Omnichannel, lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả, khai thác dữ liệu, ứng dụng blockchain trong quảng cáo trên các nền tảng game, thương mại mạng xã hội của ngành tiếp thị di động tại Việt Nam và thế giới trong hai quý đầu năm 2021. Bất kể bạn là doanh nghiệp khởi nghiệp hay đã có trong tay một thương hiệu nước tiếng, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với những thử thách sau mỗi ngày. Tối ưu hóa thứ hạng website, thu thập dữ liệu khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện tại, nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Mặc dù có rất nhiều công cụ khác nhau giúp bạn giải quyết các thách thức trên, nhưng xây dựng lòng tin khách hàng vẫn là cách tối ưu nhất để bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên cùng lúc. Điều này được minh chứng khi có đến 78% người tiêu dùng có nhiều khả năng bảo vệ thương hiệu mà họ tin tưởng. 86% khách hàng sẽ hỗ trợ thương hiệu có cùng tầm nhìn và suy nghĩ với họ. Bên cạnh đó, khách mời tham gia còn được chia sẻ cách xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị xã hội, cũng như cách nắm bắt sức mạnh của Purpose-led Marketing. Tái kiến tạo MarTech bằng blockchain, trong tương lai gần, các nền tảng kỹ thuật số sẽ loại bỏ không sử dụng những dữ liệu cookie từ bên thứ ba nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Vì vậy, blockchain chính là một trong những giải pháp đang được các công ty hướng đến để thích ứng được với một tương lai không cookie sắp đến gần. Tại sự kiện này, người tham dự đã cùng nhau tham gia vào một hệ sinh thái dành riêng cho các công ty nội địa và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên khác. Từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới được thiết lập, đóng góp vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mạng lưới các nhà tiếp thị Việt Nam. Hành trình xây dựng thương hiệu của các sản phẩm thuần Việt như nước mắm, gạo tại nước ngoài gặp không ít gian nan. Tuy nhiên vẫn có một số doanh nghiệp vẫn hái được quả ngọt nhờ sự nỗ lực không ngừng, góp phần nâng cao thương hiệu hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế.
ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam luôn đứng trong top 3 thế giới với sản lượng hàng năm đạt từ 6 đến 7 triệu tấn, nhưng ít được khách hàng nước ngoài biết đến. Cụ thể, theo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh thuộc Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang nước này năm 2020 tăng 116% về lượng và 106% về giá trị so với năm trước. Tuy nhiên, gạo Việt Nam bán tại Anh hầu hết không mang thương hiệu của nhà sản xuất mà mang thương hiệu của các nhà phân phối như là London, Golden Lotus. Bởi vì các nhà phân phối tại Anh cho rằng thương hiệu của họ có hiệu quả tiếp thị hơn thương hiệu của các nhà xuất khẩu. Một phần nhà xuất khẩu tại Việt Nam chưa làm thương hiệu quê hương cho sản phẩm của mình. Theo ý kiến của các chuyên gia, trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hầu hết doanh nghiệp cung cấp và chuyên nghiệp sẽ điều khiển quy trình cung ứng hàng vào chuỗi. Còn doanh nghiệp sản xuất của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, không dễ vào trực tiếp được chuỗi nếu không qua nhà cung cấp. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, không ngại thay đổi và phát triển để đạt nhiều thành tựu, chủ đứng nhất định trên thị trường quốc tế, giành lấy vị trí xếp hạng cao trên sàn thương mại điện tử Amazon. Thì đến khoảng tầm tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã đứng lên sản phẩm Mami, nước mắm Mami đã đứng lên top 1 trên Amazon, qua luôn cả sản phẩm của Thái Lan, đã, trước đây đã đứng rất là lâu trên đó. Có những tháng mà chúng tôi bán cao nhất là có thể lên được tới 18.000 chai. Ngoài Mỹ thì chúng tôi cũng đã xuất khẩu Canada và hiện nay là bên nhóm khách hàng Nhật cũng rất là tâm đắc với chúng tôi. Sắp tới chúng tôi sẽ đưa sản phẩm của chúng tôi qua bên Nhật và châu Âu, Canada và sắp sửa sẽ đưa đi qua Trung, có thể là xuất khẩu qua Trung Quốc, Singapore. Không phải là mình bán lên thương mại điện tử là đơn giản là mình cứ có hàng mình đưa lên. Khi mình nhập qua bên Mỹ thì mình cũng phải thực hiện đầy đủ tất cả những cái chứng từ như FDA của Mỹ, tất cả những cái quy định là phải tốt như vậy, hàng phải đạt tiêu chuẩn hết. Song song những cái chuyện đó thì ngay cả những cái tên thương hiệu của mình trên Amazon họ rất là gắt gao, họ cũng bắt buộc mình là phải có đăng ký trademark, tức là mình nói đơn giản là đăng ký cái tên thương hiệu của mình, không phải ở nước mình mà ngay cả bên nước Mỹ nữa, để bảo hộ cái tên thương hiệu đó. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng do chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước ngoài khá cao nên họ chỉ lựa chọn đăng ký nhãn hiệu một số mặt hàng bán chạy có tiềm năng mở rộng thị trường lớn. Thế nhưng theo các doanh nghiệp có kinh nghiệm, khi đến giai đoạn này, khả năng mất thương hiệu là rất cao vì đây là quy trình ngược. Quy trình phía trước là đăng ký nhãn hiệu trước khi bán sản phẩm tại thị trường mục tiêu. Khi nộp đơn cần xác định rõ nhãn hiệu của doanh nghiệp có thể được bảo hộ hay không, cần chỉnh sửa những gì để điều chỉnh mẫu mã sản phẩm. Khi bán hàng trên Amazon, doanh nghiệp bắt buộc phải có đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, thì mới được tham gia các chương trình khuyến mại chuyên sâu hơn. Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP với giá mua thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường ngày càng được nhiều doanh nghiệp đại chúng lựa chọn. Tuy nhiên, ESOP cũng là một vấn đề thường xuyên được nhà đầu tư chất vấn lãnh đạo doanh nghiệp tại các kỳ đại hội cổ đông. Các chuyên gia tài chính nhận định nhiều doanh nghiệp đang bóp méo mục đích của việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, dẫn đến phản ứng của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Gần đây, công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh thông báo phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng, tuy nhiên đã nhận phản ứng tiêu cực từ thị trường. Sau đó, công ty này phải điều chỉnh giá mua ESOP thành 10.000 đồng, hay công ty bất động sản DIC Corp, mã cổ phiếu DIG, thông báo dự kiến sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng. Theo các chuyên gia, phương án phát hành ESOP thường đi kèm điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong nhiều năm để giữ chân nhân sự. Nếu nhân viên nghỉ việc trong thời gian này, công ty sẽ mua lại ESOP với giá bằng giá phát hành. Do đó, nếu muốn thực sự nhận được khoản tiền thưởng bằng việc bán cổ phiếu ESOP, nhân viên phải cam kết gắn bó lâu dài với công ty. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá rẻ cho nhân viên sẽ dẫn đến hiện tượng pha loãng giá, gây hại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bởi vì tại nhiều doanh nghiệp Việt, ban lãnh đạo, nhóm đối tượng nhận ESOP nhiều nhất cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, kèm theo đó là hiệu ứng tăng cung cổ phiếu, khiến giá có xu hướng sụt giảm sau thông tin ESOP. Để cho ESOP nó trở thành không chỉ là các lãnh đạo, các chuyên viên được hưởng do cái thành tích công đó của mình, mà nó còn PR cho công ty. Nó không chỉ, không phải làm giảm cái thiệt hại cổ đông, mà chính nó lại làm gia tăng cái thuốc của công ty đó trong quá trình đó, như các nước phát triển, như là Apple, như là Microsoft đã từng làm và đang làm rất tốt. Thì cái đó phải là thuyết phục được cổ đông. Thuyết phục cụ thể bằng gì? Thành tích vượt trội của công ty so với các công ty khác.
nếu chỉ vì cổ phiếu tăng giá, nhưng mà cổ phiếu tăng giá thì do thị trường tăng giá chung chứ không phải do cái năng lực của ban điều hành và những cán bộ công nhân viên chủ chốt, thì cái ESOP đó nó chưa thực sự, nó phải là sự tăng trưởng thực sự của công ty mình so với bình quân của ngành và so với người chung, thì cái việc ESOP đó mới thuyết phục được cổ đông và mới chứng tỏ được cái đóng góp của mình. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo nên thành lập ủy ban lương hưởng có cổ đông độc lập thật sự và đại diện của người lao động. Cách này sẽ giúp lập ra các tiêu chí công việc hợp lý cho lãnh đạo, cũng như cấu trúc lương thưởng hợp lý, từ đó tránh được hiện tượng lãnh đạo rút ruột công ty làm giàu cho chính mình. Thưa quý vị, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống hay trong cuộc chiến thương trường, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà chính là không vượt qua được thất bại của bản thân. Và trong chương mục Sách hay cho nhà lãnh đạo ngày hôm nay, Hồng Loan xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất của Steve Jobs, vị CEO đồng thời là nhà sáng lập của Apple. Trong chúng ta không ai không biết đến Apple, một công ty đã làm thay đổi ngành công nghệ máy tính cũng như thay đổi hoàn toàn lối sống thường ngày của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Và chắc hẳn tất cả chúng ta đều thắc mắc rằng cha đẻ của thương hiệu quả táo bị cắn dở đã tạo ra những sản phẩm công nghệ làm say đắm toàn nhân loại như thế nào. Từ một người ngông cuồng, làm thế nào Steve Jobs trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng? Điều này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thông qua quyển sách Steve Jobs: Hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất. Năm 1976, Steve sáng lập công ty Apple. Chỉ trong mấy năm, ông đã tạo ra những sản phẩm gây tiếng vang như Apple II, Macintosh. Tuy nhiên, ông cũng có những quyết định sai lầm dẫn đến việc thất bại của Apple III, làm cho Apple lâm vào tình cảnh khó khăn. Cuối cùng, Jobs bị tước quyền điều hành và phải ra đi khỏi công ty do chính mình sáng lập. Khởi nghiệp là giai đoạn mà những thế mạnh về công nghệ của Steve được phát huy tối đa, nhưng đồng thời ông cũng đã bộc lộ những điểm yếu trong cách điều hành công ty của mình. Ông đã hát của những người đã từng cộng tác trước đây và thay vào đó là ưu ái những người mang lại lợi ích hiện tại cho công ty. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra những quyết định chóng vánh và bất công trong các cuộc tuyển dụng. Đáng chú ý nhất đó là việc ông đã mời John Sculley về làm giám đốc điều hành, và chính nhân vật này là người đã gạt Steve Jobs ra khỏi Apple bởi những mâu thuẫn trong kinh doanh. Sau khi rời khỏi Apple, Steve Jobs không biết làm gì khi tâm huyết cả quãng đời trưởng thành bị mất. Ông thậm chí từng có ý định là chạy trốn khỏi thung lũng Silicon. Nhưng ông nhận ra rằng những sự xáo trộn trong Apple không làm thay đổi đi tình yêu lớn lao của mình dành cho công nghệ. Và rồi Steve Jobs quyết định làm lại từ đầu. Trong những năm tiếp theo, Jobs bắt đầu một công ty mới tên là Next. Sản phẩm của Next nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ vì những điểm mạnh kỹ thuật của nó. Năm 1986, Steve Jobs mang hãng phim đồ họa Lucasfilm và đổi tên hãng thành Pixar. Pixar sản xuất những bộ phim hoạt hình sử dụng công nghệ máy tính đầu tiên trên thế giới và biến Jobs trở thành tỷ phú. Những năm này, sự lãnh đạo của Steve Jobs đã có nhiều chuyển biến nhất. Sự vội vàng thiếu suy nghĩ dần biến mất đi. Ông ngày càng lão luyện trong quản lý truyền thông và thể hiện rằng mình là một nhà đàm phán có hiệu quả khi đạt được mức giá thấp hơn thị trường với nhà cung cấp. Ông đã học được cách giữ bình tĩnh trong các tình huống khó khăn, dẫu đôi lúc có gây ra phiền phức, nhưng ông vẫn là một người truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên và là một nhà cải cách không ngừng nghỉ. Nhân viên của ông đã từng chia sẻ rằng: "Điều tôi yêu thích khi làm việc với Steve là bạn học được rằng bạn có thể đạt được điều tưởng như không thể hết lần này đến lần khác." Trong khi Next phát triển không ngừng thì Apple lại trong thời kỳ khó khăn nhất, và một bước ngoặt đáng nhớ đã mở ra, Apple tuyên bố mua lại Next. Jobs trở lại công ty mà ông là đồng sáng lập. Từ đây, những công nghệ ông đã phát triển ở Next trở thành linh hồn của quá trình phục hưng Apple. Ông đã từng bước đưa Apple trở lại với toàn thế giới qua việc ra mắt iMac và những sản phẩm mới khác. Kể từ đó, những thiết kế đầy sức hút tiếp tục đưa ra công chúng như máy nghe nhạc cầm tay iPod, phần mềm nghe nhạc kỹ thuật số iTunes và iTunes Store.
Khi trở lại Apple, Steve đã trở thành một nhà lãnh đạo điềm tĩnh hơn. Ông công nhận tài năng và cảm thấy mình được truyền cảm hứng từ chính các nhân viên. Đồng thời, ông khuyến khích họ đạt được những điều đáng kinh ngạc. Steve Jobs cho rằng, gây dựng một tổ chức vững mạnh, một đội ngũ nhân viên tài năng, có văn hóa rõ nét, chính là cách tối ưu để tạo ra những sản phẩm vĩ đại. Những năm cuối đời, Steve phải chống chọi với bệnh tật. Thế nhưng không vì thế mà ông bỏ quên công việc ở Apple. Năm 2007, Apple đã giới thiệu chiếc điện thoại thông minh iPhone, một sản phẩm mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Steve Jobs đã thể hiện trọn vẹn nhất những thay đổi trong ông, bộc lộ một thiên tài thực sự trong kinh doanh và một con người sáng tạo không ngừng bên trong ông. Như cách nói ưa thích của Steve, tôi là chính tôi. Ngay cả khi ông mất đi, Apple vẫn giữ được sự phi thường trong mọi khía cạnh. Steve Jobs đã từng chia sẻ trước trường đại học Stanford rằng hãy can đảm nghe theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng vốn đã biết điều mà bạn thực sự muốn trở thành. Và điều này đã được chứng minh bằng sự thành công của Apple. Hy vọng rằng thông qua quyển sách Steve Jobs, hành trình từ gã nhà giàu khinh suất đến nhà lãnh đạo kiệt xuất, quý vị và các bạn sẽ tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn để trở thành nhà lãnh đạo tài ba trong tương lai. Hành trình về cuộc đời và sự nghiệp của cha đẻ Apple Steve Jobs vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình câu chuyện kinh doanh tuần này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.